Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy khách du lịch đến Việt Nam trong năm 2015 đã giảm nhẹ so với năm trước. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong 6 năm lượng khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2015, du khách quốc tế đến Việt Nam giảm khoảng 0,2% so với năm trước và đây cũng là năm đầu tiên kể từ năm 2009, khách quốc tế đến Việt Nam giảm. Mặc dù khách quốc tế đến bằng đường hàng không và đường biển trong năm nay vẫn tăng lần lượt là gần 1% và 27%, nhưng khách đến bằng đường bộ giảm 6,5%. Cụ thể là du khách Trung Quốc giảm 8,5%, du khách Campuchia giảm gần 44% và du khách Lào giảm hơn 16%. Thông tin từ một số công ty du lịch cho hay, gần đây lượng khách đến từ các quốc gia được miễn thị thực có tăng, nhưng không thể bù lại lượng khách giảm từ các thị trường Trung Quốc và Nga. Trong năm nay, du khách Nga đến Việt Nam chỉ đạt trên 338.900 lượt, giảm khoảng 7% so với năm 2014. Theo đại diện một công ty du lịch, du khách Nga đến Việt Nam giảm chủ yếu là do đồng rút mất giá nên người dân hạn chế chi tiêu du lịch. Hiện chi phí cho một chuyến du lịch đã tăng gấp đôi so với năm 2014.